Em chỉ nói mở hộp thôi nha. Điệp mà gãy rồi. Ủa con lấy cáo không? Có em gãy ơi rồi. Mà tự nhiên giờ anh thà mở đéo ra cái gì thôi, chứ tự nhiên giờ mở ra gần hết mẹ nó xét đồ rồi, như thiếu rồi. Mỗi cáo khó chịu vậy. Cái đảo đó là hết đồ rồi, nó bữa nay phải Điệp mà mở ra được cái áo mới cam lòng em mà. Ủi à, nó bắn em. Bình thường bắn CSGO 150 người coi, hôm qua đập hộp gần 500 thằng, thằng nào cũng nhấp nhô. Cái lần mẹ thấy thì mẹ mày streamer đau khổ, tụi nó khoái lắm. Này, búa nó hết. Niềm vui cho nó mà chỉ vậy thôi mà. Chỉ có qua kênh tích là thì mẹ thấy tích lúc nào cũng sung sướng. Mẹ mới hòm hơn với lần. Ủa, ông tích lên, mẹ. Cái map lồn này giống như là đéo cần rip vậy ta, Điệp mày. Lồn mẹ, map lồn đua buồn ngủ vậy. Mực đéo muốn rip luôn á. Nè, tao nè, tao quẹo rồi, tao đéo thèm rip luôn nè. Em có rip đâu. Ê, đéo chặn đầu lồn kia. Mực nè, bố mày chặn hết. Ê da. Ôi, Điệp mày hoàn thành luôn rồi. Hoàn thành nha. Mẹ, hơi có tao hút nó được cái. Tối đi, à đúng rồi ha, tối đi ăn trộm. Ngọc, tao bay đây đi Ngọc. Bay đây đi ăn trộm bạn. Giờ nạp bao nhiêu mới đi mẹ mở được cái áo này ta. Còn cái áo nó full hòm mày. Ra này mình vẫn còn một cây dù nè. Còn cái dù chưa full nè. Cây dù của mình mới có 7 ngày à. Giờ đang muốn cho full nè. Chơi cũng nhiều cho nên mẹ full cho nó đẹp. Thôi từ mở 50 hòm trước đi tính. Mở nha. Mẹ mở lần mở lần thì mẹ 10 hòm hay là mở lần 5 hòm đi Ngọc? Mười. Thôi, mới mười nhanh lắm. Mọi... Này nó không có rót từng cái, mày nhìn chán lắm Ngọc, mở lần một hòm thôi nha. À, nhìn lần một hòm cho nó hấp dẫn. Nè, chúng ta sẽ mở hòm rương cao cấp trước nè. Rồi chúng ta sẽ mở hòm rương cao voi tinh tế nè, này là mồi hòm nè. Mồi hòm, mày khó chịu anh. Mày để mồi á, mồi cái đầu tiên. Mồi cái nữa. Hộp luôn á. Mồi cái nữa. Mày bú. Ở con mẹ 50 hộp đi nhanh. Mày. Ôi, 50 hộp đó đi mẹ. Cảm giác cô nó đi nhanh lắm mà. Gãy. Hay anh ơi. Cái lồn mở anh em mình cũng coi tích đi mẹ quay. Mồi. Ra hai cái đầu tóc ăn lồn nè. Đi mẹ ăn lồn rồi. Ôi ôi tích này. Ôi cái lồn mẹ nó. Lâu nè Ngọc ơi. Mày từ từ thôi, mẹ chạy ra xả xui xíu bật nhạc số số lên. Thiệt. Đi mẹ ra bật nhạc số số đây. Bình tĩnh mà thì mẹ mới 50 hộp mở cặp con pháp 9 hộp lồn mà nhanh quá. Lẹo quá, lẹo quá. Mở. Làm phép dễ bùa có chơi âm dương sư không? Để, mẹ dễ đi. Để mật bật mẹ bản nhạc làm bao gia đình thì mẹ tan nát rồi. Mời em thi đốt nha, cũng ngon như cũng. Đi mở hộp cận nhìn 50 hộp còn 11 rồi. Búa đó. Trời ơi. Đéo ổn rồi. Trời ơi. Trời ơi xong rồi. Má đéo ổn rồi. Trời ơi xong rồi. Ôi ơi gãy. Gãy đổi người. Điệp mẹ đổi người. Có team view không cho Ngọc Điệp mẹ mở hộp nè. Trời ơi. Tiếp bi đâu ta. Áo nè. Đó. Trời ơi, nhẫn ăn lồn nè, có nhẫn rồi. Trời ơi, Điệp mẹ, nhẫn như là ra là vĩnh viễn luôn á hả? Nó, không, nhẫn này là nhẫn xài. Nhẫn mà chúng nó làm như là Điệp mẹ đậu phộng. Thằng nào cũng làm một cái. Điệp mẹ. Ôi. Điệp mẹ. Được rồi. Ở lần 10 hòm nè. Cuộc sống đam mê. Gãy. Chỉ qua tên tích là Điệp mẹ thấy kết lúc nào sung sướng. Nó hòm hơn với lâu. Ông tích. Gãy. Trời ơi, một màu trắng và xanh dương, cái Điệp mẹ gãy rồi. Thế là Điệp mẹ nắm. Hello mẹ, mẹ không? 2 xị rưỡi. 2 xị rưỡi, God. Mẹ, mày cờ bạc lừa đảo bé lồn, giống như hết hên rồi ta. Điệp mẹ ăn cái xe hơn bé lồn. Cái lồn mẹ mày lại nhẫn nữa. Ôi, lại nhẫn nữa kìa Điệp mẹ. Sau đây là bài hát Cuộc sống em ổn không của anh Tú. Cuộc sống em ổn không. Thôi xong.
mọi người đây quay mất hết rồi, mất hết rồi. Mày, nó mất hết rồi. Hai chiếc nhẫn đi mẹ. Nam cứ ai ngờ đeo ai ngờ lại về mất con sâu bà. Ai ai cũng đánh đồ thế con em. Ai ai đi hòm nữa nè. Cả một lần 50 hòm tích thì mẹ nghe tao, nghe tao. Ôi mẹ 50 hòm thì mẹ thốn lắm Ngọc. Thốn lắm hòm. 25 hòm á. Hai tiền Ngọc làm cái giấy ta. Ít nước đầu tiên mày mới tình tao đâu để với bóng bánh chiến thanh niên lại bê tha lên tay 2 3 2 100 công tử thành ăn mày chỉ trong vòng 1 năm nuôi đầu 6 thì nó về đầu 5 thử hỏi trời cao còn có mắt hay chăng à, đúng một lần 20 hòm theo Ngọc nè theo mày đang cần cái gì? Mày đang cần cái gì? Mày đang cần cái gì? Vay có 5.000 1 triệu chứ mấy không trả được khóc rồi bố mày chốt. Ôi con đấy mà nó sao nó xăng quá. Nhưng chắc sẽ chung con đường. Ai mày hồi mày lẹ vậy? Được, à, mười lẹ lắm. Đó, mười. Trời luôn đi mẹ đó. Mà mày cay thế nè. Bực rồi đó, lọc mẹ nó thêm trăm. Mục đích duy nhất đấy là con mẹ lại giận ôi cái lòng mẹ giống như cái game này nó kêu tao với Tippy chưa đủ độ thân mật cái gì á tụi bay á mày gãy ê lắc game ơi ủa lắc game ô thịt mẹ lắc game là sao mẹ đi nhẫn nữa cái thịt mẹ 4 cái nhẫn rồi đủ má. Cốt này coi bộ cũng được. Thêm 20 cái nữa ngon. Thêm tầm 10 cái nữa để mà nâng cấp được xe đi ngon. Cái con lồ này chắc là đường clip nhiều vậy. Cho bị delay nữa. Trời ơi, lồn thế, mẹ mẹ ăn 2 cái đĩa bay với được 1 cái tên lửa. Điệp mẹ 3 cái đĩa bay nữa. Dạ, dạ. Biến hình em ơi, biến hình em ơi. Mời, đi. Ây da, nào đó. Chị mời, ao. Bắt cái xe luôn. Ao. Trời ơi. Trời ơi, tụi bay có thể đua xe đi mẹ văn minh xíu được không? Phải đụng nhau vậy. Ây da. Dạ, cái lồn gì đó. Biến hình em ơi. Siêu liền. Nhiều quá. Ốc vô địch. Ngoài ốc thôi là ốc biên lui luôn. Lồn mẹ đó. Có đụng cái lồn gì thế. Ồ, chóng mặt quá. Phải lồn ốc vô cái trái tim mới có đi lui. Chơi nhau đi. Hình như có một thằng nó bỏ xa. Ôi dạ. Cái thằng kia sao nó đi nhanh vậy trời. Quân bật 6 thằng. Cái thằng kia nó đi mất tiêu rồi. À nó trước mặt em nè. Thế đi mẹ chọi gì ở đầu nó không. Không có gì để chọi. Dạ yeah. Nó chọi em kìa. Trời ơi dính cái đĩa bay nè. Ôi dạ. Ông mẹ chóng mặt quá. Sao cái này rít mà cứ đụng rồi vậy ta. Báp nó nhỏ xíu à. Bị ăn dính đồ lum la. Cụ mày. Dạ, ừ hay quá. Le dính ngay cái này lóc. Trời ơi. Trời ơi, mẹ mày đồ nhiều vậy. Vậy? Ủa, dạ, mẹ. Cái gì? Mày bị đi lui vậy? Mẹ luôn rồi. Dạ. Mẹ nó cứ... Dạ, ê, nóc đường lồn này. Không phải địch bốc em. Dạ, cái lồn mẹ mực kìa tùm lum tà la vậy. Đem thù lùi cái màn hình rồi. Thôi. Ây da. Đồ ấy bây ơi. Máp lồn đéo thể nào cho đồ được quá. Luôn á. Máp nhỏ xíu à. Ừ, hoàn thành rồi. Ê. Không có cái gì đó chơi hết á. Lồn mẹ, máp vừa nhỏ vừa nhiều đồ nữa. Đéo cho đồ được luôn á.
áp thì mẹ khó chịu thế mẹ. Trên mạng có cú lướt fancy anh xem chưa? Chưa em, fancy là sao? À thì mẹ hôm qua ngồi coi, lồn coi demo có biết lồn cái lồn top 1 của vua đường đua á, thì mẹ nó xài hắc đua vãi lồn thì xài hắc sao? À, cái lồn nó boost liên tục luôn. Hắc hay là boost? Hắc. Hắc luôn rồi, có sẵn boost luôn bây giờ. Boost hoài luôn. Nó boost mà nó bay muốn đi mẹ ra khỏi đường đua luôn á, vãi cái lồn.